Sâu của lá nhỏ lứa 6, bệnh khô vằn, vàng lá, lem lép hạt, sâu đục thân 2 chấm và dày nâu là những đối tượng dịch hại được ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân cần hết sức lưu ý tại thời điểm này để bảo toàn năng suất lúa cuối vụ. Do vậy, các địa phương cần cụ thể hóa tình hình dịch hại đến từng cánh đồng xứ đồng, ra các thông báo ngắn hạn để chỉ đạo phòng trừ có hiệu quả. Hiện nay, lúa mùa trà sớm của tỉnh đang ở giai đoạn chắc xanh chỗ thoát, lúa mùa trà trung trà muộn đang ở giai đoạn đồng non, tập trung chủ yếu ở hai huyện Thanh Liêm và Bình Lục. Trong thời gian qua, dịch hại trên đồng ruộng diễn biến phức tạp. Theo điều tra mật độ dịch hại trên đồng ruộng của Chi cục Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam, sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 tiếp tục có hiện tượng rải lứa, trưởng thành vũ hóa rộ từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 11 tháng 9. Mật độ cao trên diện rộng, đặc biệt là ở Bình Lục và Thanh Liêm, gây hại chủ yếu trên các trà lúa chỗ từ mùng 5 tháng 9 trở ra, mật độ trung bình từ 80 đến 100 con trên mét vuông, nơi cao là từ 150 đến 200 con trên mét vuông, cá biệt có nơi trên 400 con trên mét vuông. Bệnh khô vằn, vàng lá, lem lép hạt tiếp tục phát sinh phát triển mạnh, đặc biệt trên các diện tích gieo cấy dày và xanh tốt, chỉ đạo phun trừ 100% diện tích lúa vào thời điểm trước chỗ, kể cả các diện tích đã phun. Sâu đục thân 2 chấm lứa 5 vũ hóa rộ từ ngày mùng 5 tháng 9 đến cuối vụ, gây hại nặng cho các diện tích lúa chỗ sau mùng 10 tháng 9. Cái sâu cuốn lá lứa 6 thì đang vũ hóa và sẽ tiếp tục vũ hóa từ nay cho đến khoảng chung quanh 11 tháng 9 và sẽ gây hại từ mùng 5 tháng 9 đổ ra. Mới mật độ là tương đối cao. Hiện nay là trên cánh đồng đây có cái chỗ đã 3-4 con trên 1 mét vuông rồi. Đấy, thế nên đấy là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đối với sâu đục thân thì sẽ nó làm sẽ gây hại nặng từ đối với các cây trà lúa chỗ sau mùng 10 tháng 9. Còn đối với bệnh thì năm nay trẻ có mấy cái điều lưu ý như sau. Thứ nhất đây là bệnh khô vằn lem lép hạt thì chúng tôi xác định là một trong những bệnh mà sẽ gây hại nặng, ảnh hưởng lớn đến năng suất. Sau cái bệnh đó thì đến bệnh bạc lá và đốm dọc vi khuẩn. Thì hiện nay là cái nguồn trên đồng ruộng rất nhiều do cái nguyên nhân năm nay là mưa bão làm cho lá lúa bị dập. Hai nữa là cái lượng đạm mà cái lúa của chúng ta cũng tương đối tốt. Vụ mùa năm 2016, hợp tác xã La Sơn, huyện Bình Lục gieo cấy trên 540 ha lúa mùa, trong đó lúa lai chiếm trên 50% diện tích. Dự kiến lúa mùa của xã sẽ chỗ tập trung vào từ ngày 10 tháng 9. Thời gian qua, thời tiết diễn biến phức tạp nên trên đồng ruộng của La Sơn đã xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại, chủ yếu là sâu cuốn lá lứa 6, bệnh vàng lá, khô vằn và đốm sọc vi khuẩn. Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ tốt diện tích lúa mùa, xã đã chỉ đạo tổ bảo vệ thực vật và bà con nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh để thông báo cho nông dân phòng trừ và bao vây ổ dịch. Ban quản trị hợp tác xã đã chủ động phối hợp với các công ty đại lý thuốc bảo vệ thực vật và chọn ra thuốc đặc hiệu phòng trừ sâu cuốn lá, cung ứng đầy đủ lượng thuốc bảo vệ thực vật phục vụ nông dân trên địa bàn. Địa phương là có hai cơ cấu mùa vụ, thì đối với giống lúa thuần thì sẽ chỗ tập trung từ nay đến mùng 10 tháng 9, thì nó gồm các đối tượng sâu bệnh. Thứ nhất là cái bệnh khô vằn và vàng lá lem lép hạt. Cái thứ hai nó là gối nứa của cái sâu đục thân, gối nứa của cái sâu cuốn lá và cái sâu đục thân. Thì với phương châm chỉ đạo thì đối với toàn bộ diện tích thấp thò chỗ đến đâu thì ban quản lý hợp xã sẽ chỉ đạo phun trừ 100% cái diện tích đó là cái khu vực khô vằn và nem nếp hạt, thì chúng ưu tiên khuyến cáo bà con sử dụng là cái thuốc tin super của công ty Chieta. Cái thứ hai, đối với những diện tích mà xanh tốt, bón thừa đạm, chân tre rìa hàng mà có cho chỗ từ nay đến mùng 10 tháng 9 thì đã chỉ đạo bà con phòng trừ sâu cuốn lá và sâu đục thân bằng các cái loại thuốc như thứ nhất là Vitaco, thứ hai là mà diện tích quá nhiều tốt thì sẽ dùng đến Dubong ấy, Amathon. Nhưng năm nay cái ngưỡng số bệnh thì không lên cao nên chúng tôi khuyến cáo bà con sẽ sử dụng, ưu tiên sử dụng cái bộ thuốc Vitaco, vì thứ nhất là ức chế được dày, thứ hai là bộ lá của khi sử dụng cái Vitaco thì nó bản lá rất tốt mà nó rất xanh và tuổi thọ của lá nó rất kéo dài. Vitaco 40 VDG không chỉ là thuốc có tác dụng với sâu cuốn lá, đục thân và cả dày nâu mật độ thấp. Thuốc có hiệu quả kéo dài từ 2 đến 3 tuần nên bà con không lo sâu nở rải rác hay sâu gối lứa và cũng không cần phải sử dụng thêm loại thuốc trừ sâu nào khác. Đối với bệnh khô vằn và lem lép hạt đang có chiều hướng gia tăng thì Tinsupe 300 EC là dòng thuốc được nhiều nông dân lựa chọn. Năm nay là do thời tiết bão úng nhiều thế cho nên là những bộ lá lúa này là bị dập và thế cho nên là nhiễm khuẩn và khô vằn nhiều, thế cho nên là tôi phải dùng là qua thông báo của khuyến cáo của hợp tác xã, cho nên là để do được sự chỉ đạo của trưởng ban bảo vệ thực vật của xã là khuyến cáo là dùng cái loại thuốc tin super này là để trị bệnh khô vằn và lem lép hạt, thế cho nên là tôi là
dùng thì tôi thấy hiệu quả là rất tốt, bộ lá xanh mà hiệu lực kéo dài. Trong những ngày đầu tháng 9, hầu như ngày nào cũng có mưa xen kẽ, số giờ nắng thấp, kết hợp với việc chăm bón nên lúa tốt nhanh. Nhưng đây lại là điều kiện lý tưởng cho các loại sâu bệnh phát sinh gây hại như sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn. Do vậy, để phòng trừ sâu bệnh trên lúa mùa cuối vụ, các xã và các hợp tác xã cần thường xuyên thăm đồng và đánh giá tình hình dịch hại trên đồng ruộng, phân loại trà lúa, thời điểm lúa trỗ để phòng trừ có hiệu quả cao. Đối với các diện tích lúa trỗ từ mùng 5 đến 15 tháng 9, chỉ đạo phun trừ kết hợp sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ và bệnh khô vằn vào giai đoạn lúa trỗ từ 1 đến 5% diện tích. Khi phun trừ sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, sử dụng thuốc trừ sâu đục thân để phòng trừ. Đối với các diện tích lúa trỗ sau 15 tháng 9, dự kiến thời điểm phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 từ 10 đến 17 tháng 9. Riêng đối với bệnh bạc lá, thường xuất hiện nhiều sau những trận mưa bão lớn. Mưa gió làm cho cây bị tổn thương và vi khuẩn sẽ xâm nhập vào cây qua vết thương đó để gây bệnh cho cây. Hiện tại, bệnh đã xuất hiện trên hầu hết các diện tích cấy giống nhiễm nặng như bắc thơm số 7, lúa lai. Các diện tích bón phân mất cân đối xanh tốt, đây là loại bệnh gây hại đến nay vẫn chưa có thuốc đặc hiệu để phòng trừ. Các loại thuốc hóa học chỉ có tác dụng nhằm hạn chế sự phát sinh phát triển của bệnh và cần tập trung phòng trừ ở giai đoạn trước khi lúa trỗ mới có hiệu quả. Đối với cái bệnh bạc lá thì đề nghị bà con ta ấy là yêu cầu hợp tác xã là thông báo từng cái giống lúa bị rồi cái hiện tượng của từng cánh đồng một và ta phun cố gắng là phun trước khi trỗ thì có hiệu quả. Tuy nhiên là tôi cũng xin nhấn mạnh là bệnh bạc lá chưa có thuốc đặc trị. Đấy, hiện là đặc trị để chữa khỏi hoàn toàn mà nó chỉ hạn chế. Còn sau khi trỗ xong thì tôi cũng báo cáo với bà con nông dân là chi cục đã nhiều năm thử nghiệm rồi, hầu như phun thuốc không có kết quả. Cho nên cũng tốt nhất là chúng ta dù có sót đến mấy cũng không nên phun. Thế thì hiện nay một số cửa hàng có cái hiện tượng bán một số chế phẩm quảng cáo thuốc trừ bạc lá thì đề nghị bà con ta lưu ý cái đó là chưa được cơ quan chức năng công nhận. Đấy, để đề nghị bà con ta hết sức lưu ý cái vấn đề này. Thì đó là cái bệnh bạc lá. Thứ hai nữa là đối với cái bệnh nem nếp hạt với khô vằn thì chúng ta đã hướng dẫn mà có kinh nghiệm nhiều năm rồi. Trước khi trỗ dứt khoát là chúng ta phải phun một lần. Nhưng sau khi trỗ thì chúng ta kiểm tra đồng ruộng, bệnh khô vằn mà phát triển mạnh thì chúng ta tiếp tục phải phun lần thứ hai. Đấy, mà cái này chúng tôi cũng hướng dẫn rất cụ thể. Cái thứ ba đối với sâu cuốn lá, nhiều bà con bây giờ nhìn thấy cái cuốn lá của lứa năm. Đây, bà con mình nhìn cái cuốn lá của lứa năm. Nó như thế này. Thì là rất sốt ruột để đi phun thì thực chất là bây giờ là nó đã gây hại rồi. Thì đề nghị bà con ta là phải phun đúng thời điểm. Đó là phải từ ngày mùng 5 tháng 9 đổ ra. Đấy, mà cũng phải theo cái hướng dẫn thông báo của các hợp tác xã cho từng xứ đồng từng cái trà lúa một. Từ nay đến cuối vụ, dự báo thời tiết sẽ còn diễn biến thất thường nên sâu bệnh hại lúa mùa còn phức tạp. Do đó, các địa phương không được chủ quan trước tình hình sâu bệnh phát sinh gây hại trên lúa mùa, tăng cường công tác kiểm tra thị trường thuốc bảo vệ thực vật nhằm ngăn chặn thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thường xuyên tuyên truyền thông báo tình hình sâu bệnh trên hệ thống truyền thanh để nông dân biết, đồng thời hướng dẫn bà con xã viên phun thuốc phòng trừ đúng kỹ thuật với những loại thuốc đảm bảo chất lượng. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nam xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.